Đồ gỗ Kinh Bắc xin kính chào quý khách. Và hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023. Và đến với clip ngày hôm nay thì Kinh Bắc xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác về một cặp sản phẩm. Đó là một bộ sập thờ Mai Điểu chân 24. Và bộ sản phẩm này thì Kinh Bắc làm với cái chất cây, đó là gỗ hương đá. Và Kinh Bắc làm cho gia đình anh Dũng đến từ trong tỉnh Bình Dương. Và trong chuyến công tác đầu năm thì anh có qua trực tiếp cơ sở để ký duyệt và nghiệm thu về phần mộc. Thì clip ngày hôm nay thì Kinh Bắc sẽ quay để giới thiệu đến toàn thể các bác về một chiếc sập thờ Mai Điểu được đục chạm rất là kỹ và đặc cấp. Thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể là liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với Kinh Bắc theo số hotline mà Kinh Bắc để trên màn hình, đó là 0868 82 0. Và các bác ở gần thì có thể là qua trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc cụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì Kinh Bắc sẽ đi vào các cái đường nét đục chạm cũng như là công bố về mặt kích thước độ dày, và sau đó thì sẽ báo giá công khai để các bác có thể tham khảo và chiêm ngưỡng được về cái sản phẩm sập thờ Mai Điểu chân 24. Thì đầu tiên là phần dạ tiền thì các bác sẽ chiêm ngưỡng là Kinh Bắc làm là dạ liền khối, dày là 10 phân, đục chạm là liền lỗi kênh bong, rất là đẳng cấp đó. Đục chạm liền lỗi kênh bong thì cái sản phẩm này thì Kinh Bắc đã đầu tư rất là kỹ về khâu đục chạm. Và cái chất cây thì Kinh Bắc làm đó là gỗ hương đá Lam Phi. Và ngoài ra thì Kinh Bắc có những cái sản phẩm là gỗ cụ. Đó, gỗ cụ kìa. Và bộ sản phẩm này thì Kinh Bắc làm là kích thước chân là chân 24. Đó, chân 24. Và cái mộng thì Kinh Bắc làm theo lối mộng sập. Đó là mộng chéo đấy ạ. Đó, mộng chéo. Và khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm mà Kinh Bắc làm mộng sập như này thì khi các bác dùng ấy thì rất là chắc. Đó, rất là yên tâm. Phần dạ tiền thì Kinh Bắc làm là dạ liền khối, dày là 10 phân ạ, với những cái đường nét đục chạm là hoa mai chim điểu. Đó, hoa mai và chim điểu, ở giữa thì Kinh Bắc đục là rơi ngậm chữ phúc, kèm theo đó là ba quả đào. Đó, và một lớp là chặt sen dẹo đấy ạ, rất là đẹp. Và tiến lên bên trên là phần dạ cổ thì Kinh Bắc làm là cổ 2 tầng. Đó, cổ 2 tầng. Bên trên là đục hình ảnh là mai hóa long. Đó, đục hình ảnh mai hóa long, và ở giữa thì là trúc cài cuốn thư, dày 4 phân liền khối. Đó, dày 4 phân liền khối. Và bên trên là phần khuôn mặt thì Kinh Bắc làm là khuôn mặt dày 5 phân. Khuôn mặt là dày 5 phân và ván mặt là dày là 2 phân. Đó, phần ván mặt đi ạ, dày 2 phân. Và có cái chiều dài là 2m17. Dài là 2m17, sâu là 1m07 và chiều cao là 1m27. Đó. Dài thì Kinh Bắc tính trên mặt này là khuôn tranh thì là 2m17. Đó, dài trên khuôn tranh là 2m17 và sâu thì là 1m07. Đó, trên khuôn tranh. Và phủ bì chân thì nó cỡ khoảng độ là 2m35. Đó, phủ bì chân thì tính từ chân bên trái sang bên chân bên phải thì là khoảng độ là 2m35. Đó, chân thì toàn bộ là chân 24. Đó, chân 24. Đây là những cái hình ảnh mà Kinh Bắc đục chạm. Đó, hoa mai. Đây là quả đào đấy ạ. Đó, đục rất là kinh bong. Đục thủng. Đó, đục thủng. Và ngoài những cái sản phẩm mà Kinh Bắc làm là sập Mai Điểu thì Kinh Bắc có những cái sản phẩm như là sập Tứ Linh đó, hoặc là sập Ngũ Phúc. Thì các bác mà có cái nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể là liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với Kinh Bắc theo số hotline, đó là 0868 82 0. Và các bác ở gần thì có thể là qua trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, rất đẹp đấy ạ. Và một chiếc bàn cơm này thì có kích thước là dài là 1m27. Đó, sâu 61. Dài là 1m27, sâu là 61. Vẫn được đục theo cái mẫu đó là Mai Điểu. Đó. Đây là phần dạ đấy ạ. Đó, chân thì Kinh Bắc làm là chân 12. Đó, chân 12. Đó, đây là một chiếc bàn cơm. Dài là 1m27, sâu 61. Và bộ này thì Kinh Bắc đang bán cho gia đình nhà anh Dũng đến từ trong tỉnh Bình Dương với mức giá là 60 triệu đồng. Đó, cả một cặp bao gồm là bàn chính, đó là một chiếc sập Mai Điểu và một chiếc bàn cơm. Đó, 60 triệu đồng. Và ngoài ra thì Kinh Bắc có cái sản phẩm với cái chất liệu đó là gỗ cụ thì sẽ có cái mức giá nó rẻ hơn một chút. Đó, sập Mai Điểu, chất liệu gỗ cụ. Đó, và sẽ quay về phần gầm đấy ạ.
Đây là sản phẩm được King Bắc hoàn thiện rất là kỹ và chọn gỗ là đẹp hai mặt. Đó, vì vậy là cái phần gầm này thì King Bắc cũng chọn rất đẹp đấy ạ. Đó, và anh Dũng thì có ký về phần chân, phần mặt. Đó, anh có ký để xác nhận và nghiệm thu cái sản phẩm của King Bắc. Và đến với King Bắc thì là một đơn vị sản xuất với những cái sản phẩm hàng kỹ chất lượng cao và đặc biệt là sản xuất tại xưởng. Vì vậy là giá cả rất là cạnh tranh, thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo những cái sản phẩm của King Bắc thì có thể là liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc là đến trực tiếp cơ sở của đồ gỗ King Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian và King Bắc lấy cái tiêu chí đó là chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy là những cái sản phẩm của King Bắc làm thì có một cái mức độ hoàn thiện rất là kỹ đó. Và clip ngày hôm nay thì King Bắc cũng xin phép là được khép lại tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.